Vườn xứ Ngô Gia chào cô chú quý chị ngày 25 tháng 3 năm 2023. Thì hôm nay em tiếp tục đăng bán lô xứ hạt giống Thái nha quý chị. Quý anh chị mình chọn lựa cây nào thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. Hiện tại thì bên em ship cây không chậu nha, và bên người mua trả tiền ship giúp em ha. Thì với đơn hàng 200.000 thì em cũng sẽ gửi tặng cho quý anh chị mình một gói thuốc kích rễ nha. Gói đó quý anh chị pha được một thùng bê khoảng 20 lít nữa nha quý chị, và mình trồng được khoảng 50 cây xứ ha. Rồi còn đối với những anh chị nào mình ít hơn thì quý anh chị sẽ chia ra 1 gram cho 2 lít nước quý anh chị tưới trực tiếp vô đất nha. Rồi quý anh chị lưu ý là sau khi mình tưới kích rễ thì mình phải để cái cây mình trong mát khoảng 1 tuần đến 10 ngày nha quý chị. Khi nào cái cây nó đâm chồi thì mình đem ra nha. Cây số 1 nha quý anh chị. Số 1 là cây hoa màu đỏ đậm ha. Khuôn hoa tròn. Cây phân tàn tốt, củ to. Củ này to, củ đẹp luôn nha quý chị. Mấy cây này nhỏ ra gì chứ đẹp lắm ha, to ha. Rồi cây số 1 này giá 70 nha, khuôn hoa tròn quay. Tàn rất ngon lành luôn nha. Số 1 giá 70. Cây số 2. Cây số 2 là cây có bộ lá rất là mê luôn ha. Bộ lá nhìn thôi cũng ăn tiền. Rất là đẹp luôn, dúng mà cánh lá dài, lá nhuyễn luôn nha. Cây thì cũng rất là đẹp. Nó dạng hồng, đỏ và trắng nha quý chị. Cái sau nó là sau hồng, ở ngoài nó có chạy cái biên trắng ha. Rất là đẹp, kiểu cách như cái thằng sau Noel vậy nhưng mà không phải nha. Rất là đẹp. Rồi cây số 2 này là giá 70. Cây này củ cũng to nha quý chị. Cây này cũng to ha. Thì quý chị lưu ý giùm em nha, mình chơi xứ thì quý chị phải luôn chú trọng đến mình xả tàn với tỉa rễ ha. Quý anh chị để tàn dài thì quý anh chị chơi cây xứ không có được đâu nha. Kể cả những cái cây nào mà mình chơi cây kẽn là mình phải tỉa nha, để mình bo tàn nha quý anh chị. Cây số 2 giá 70. Cây số 3. Cây số 3 là cây vàng. Nền vàng, lem đỏ nha quý chị, khuôn hoa tròn. Cây này mới trỏ ra thì cây cánh nó hơi giống vậy, chắc ngày mai nó thẳng nha. Cây này phân tàn tốt, củ tương đối. Cây số 3 này giá 70 nha. Hoa rất là đẹp nè. Cây này vàng cũng ok luôn nha. Nhưng mà mới trỏ ra thì hơi giống giống nè. Cây số 3 70 nha quý chị. Cây số 4 là cây hồng. Hồng này cũng dạng là đỉnh ạ. Hồng, hồng phấn và hồng nhạt luôn nha quý chị, chứ không có đỏ trong đây nha. Nè, lúc mới trỏ ra là hồng phấn. Rồi nó chuyển rồi nó sau này nó hồng nhạt ha. Cái hồng hồng luôn, nói chung là toàn màu hồng á, mà dạng hồng lem nha. Cây này siêu bông, sao bông rất là to. Quý anh chị thấy nó khi nó nhả màu để nó rụng bông á, thì cái màu cũng rất là đẹp nha. Cái màu nó cũng rất là đẹp, màu nó sáng hơn cái lúc mới rõ nữa ha. Rồi cái số 4 này là giá 70 của nha quý chị. Cây này quý anh chị nuôi lớn thôi nó trổ bông là ghiền luôn ha. Nắng trời lúc này là khí hậu ở trong ở miền Tây thì nói chung là nắng rất là nắng nha quý chị. Những cái cây mà nó giữ được bông vậy là phải nói là cũng là cái nết rất là tốt đó nha. Rồi cây số 4 này là giá 70 nha. Số 5. Số 5 là cây dòng của sao Noel nha. Cái này thì cái cánh nhọn nha quý chị, đỏ rìa tím, mà tím này thì tím cái màu tím nó không có tươi lắm ha, nhưng mà cái màu nó bởi nó rất là lạ, rất là lạ nha. Đó. Cái bông này thậm chí tới rụng thì nó cũng lạ hơn cái thằng sao Noel kia nha quý chị. Rồi cái cây này thì giá 100, cây cũ cũng rất là đẹp nha. Cũ rất là đẹp, cái này có nắm nhẹ thôi. Số 5. Số 5 giá 100. Cái này sẽ bông trung bình thôi nha quý chị. Rồi cây số 6 này giá 100 luôn nha. Cây này là lúc mới trổ ra là rất là đẹp nha. Đây cái bông này là nó trổ một ngày rồi, hoa cũng rất là đẹp nha. Nó màu tím, màu đỏ và màu hồng nha quý chị. Rồi khi nó gần tàn thì cái màu nó như vậy, cũng rất là đẹp luôn nha. Màu đỏ đậm rất là đẹp luôn. Lúc mới trổ ra là nó dạng đỏ đen. Rất là đẹp ha. Đó. Cái bông này thì khỏi chê à. Hai lớp nha quý chị, cây này mà nụ nó rất là đẹp luôn và nụ chùm luôn ha. Cây này quý chị nuôi lớn là cực kỳ, phân tàn cũng rất là ngon lành luôn nè. Củ này nuôi mau lớn luôn nha. Cây số 6 này là giá 100. Số 6 giá 100 nha quý chị. Cây số 7. Cây số 7 là cây đỏ, nâu, hồng, đen luôn ha. Hồng thì không đen. Cánh bên đây thì nâu, chính giữa nó hồng, bên đây là đỏ, bên đây nó bạc xám nha. Khuôn hoa tròn quay, xe bông to. Cây này thì cũ tương đối chứ không có to lắm nha quý anh chị. Phân tàn 4 nhánh nha. Cây số 7 này giá 100 luôn.
cây số 7 này giá 100. Rồi cây số 8 nha. Cây số 8 là cây màu đỏ kiểu như sương kỳ đó quý chị ha. Nhưng mà sương kỳ là nó đỏ nhung, con này nó không có nhung nha. Nó là màu đỏ đậm thôi, hồng đen. Cây này thì nuôi lớn bao lớn luôn nha. Nó bộ lá nó như quý chị nhìn biết rồi. Phơi phới luôn ha. Cũ nè. Cũ lứa sau mà cũ phơi phới, cũ nở nứt da luôn. Rồi cây số 8 này là giá 70. À, kiểu cách cái cánh cũng rất là giống ha, kiểu sương kỳ á. Rồi. Số 9 nha. Số 9 là cây bông khỏi chê, nhưng mà cái cây này là chậm lớn nha. Cây này là quý anh chị lưu ý chậm lớn ha. Cái này có thể quý anh chị mua về ghép vô cái cây sứ cổ nhà mình chơi là khỏi chê luôn. Màu sắc rất là ngon nè. Màu vàng. Dạng vàng lem nhưng quý anh chị, lem nâu. Có cái sọc hồng, xe bông to, cánh hoa dày luôn, cánh hoa rất là dày ha. Nhưng mà cây này chậm lớn. Chậm lớn cho nên cây này em bán 150.000 ha, 150.000. Hoa rất là đẹp. Cây số 9 150.000 nha. Và đây là cây số 10. Cây số 10 để quý anh chị dễ hình dung ha, cây màu tím quý anh chị chơi đó, khi trổ qua cả này hoặc sớm hơn nữa quý anh chị đem vô mát thì nó được. Nó qua như vậy nè quý anh chị. Rất là đẹp nha. Cái này mà nếu quý anh chị chơi vô cái chậu kiểu nữa thì thôi. Rất là đẹp ha. Đó, quý anh chị thấy không? Em quay chậm chậm cho quý anh chị thấy cái cây tím nó trổ bông như thế nào nha. Và cái cây này là cái giống đọt tím. Cái giống đọt tím mà ưu điểm của nó thì nó cái cánh hoa nó thì nó không có tròn quay nha quý anh chị. Ha, lúc nào nó cũng có cái dạng như răng cưa vậy. Nhưng mà nó ưu điểm của nó là cái hoa nó tàn, cái màu sắc vẫn còn đẹp nha. Nó sẽ bay từ từ nè, quý anh chị thấy không? Rất là đẹp luôn. Rồi cây số 10 này là giá 150.000 ha, 150.000. Cánh hoa thì dày cui. À, cánh hoa rất là dày luôn, màu tím này nó đúng là cực kỳ đẹp ha. Nhưng mà nuôi đã đời nay nó lớn nó mới trổ nổi không quý chị. 11 nha. 11 là cây màu đỏ, ở trong có cái sọc hồng ha. Trong có sọc hồng, cây này cũng rất là đẹp nha. Kiểu cách của nó nhìn cũng rất là độc đáo ha. Đỏ nó là dạng đỏ quýt ha, ở trong có cái sọc hồng đỏ luôn. Rồi khuôn hoa tròn, cây này bộ lá đẹp, bộ lá tím ha. Cây này phân tàn 4-5 nhánh gì nè, cũng to. Cây số 11 này là giá 70, 11 giá 70 nha quý chị. Cây số 12. Cây số 12 là cây màu sắc cũng rất là ngon lành luôn nha. Cái này dạng đỏ đô xám và tím nha, đỏ đô xám và tím, cánh nhọn, cánh bung căng. Sai bông cũng to luôn nha quý chị. Cây này em có xả tàn rồi nó ra 3 nhánh ở trên nè. Cũ thì cũng ngon lành. Cây số 12 này giá 100, cây số 12 giá 100 nha. Mấy cây này quý chị nuôi lớn là khỏi chê, màu sắc rất là đẹp luôn. Ha. Rồi, cây số 12 giá 100. Cây số 13 nha. Cây số 13 là cây màu vàng chanh. Cái này dạng vàng chanh nha quý chị. Cây này hoa thì cánh rất là dày. Cánh nó dạng cánh chim sẻ nha. Của cái cây chim sẻ vậy á. Cái cánh nó rất là bóng, rất là đẹp và rất là lạ so với xứ ha. Cái cánh của cái dòng này á, nó rất lạ nha quý chị. Nó không phải như mấy cây sứ bình thường này vậy nha. Cái cánh nó khác. Rồi cây số 13 này giá 100. Cây này quý chị nuôi lớn là nó trổ bông mà cánh nó vậy nhìn vuông vuông rất là đẹp nha. Rồi cây số 13 giá 100. Cây số 14. Cây số 14 là cây nền vàng vàng. Có chạy gân nhẹ nha quý chị. Sai bông là sai bông trung bình. Màu sắc cũng rất là đẹp nha. Cây này nuôi lớn nó rộ bông cũng cực kỳ ha. Cây này nó nằm ngay chỗ thiếu nước này chứ củ này đẹp nha quý chị. Củ to củ đẹp luôn á. Cây 14 này là giá 70. Cây 14 giá 70 nha quý chị. Cái này dưỡng lại là cây này là lớn phì phì luôn nha. Cây này tại nó nằm ngay chỗ thiếu nước nè. Nó hơi ốm ha. Rồi 14 giá 70 nha quý chị. Cây số 15. 15 là cây đỏ nhung. Đỏ nhung mà sai bông rất là to nha. Nó có bông thì khuôn hoa tròn quay nè, như cái này tròn quay nha quý chị, rất là to, khuôn hoa tròn quay. Rồi có bông thì cánh nhọn, nói chung là nó xứ hạt này nó muốn trổ gì nó trổ. Tại vì thường một cái cây, một cái bông xứ hạt này là nó sẽ có 3-4 cái ren trong đó nha quý chị.
Thứ nhất là cái ren của cái cây nguyên liệu, sau đó là cái ren của cái bông ghép ha, rồi cái bông bố mẹ nữa, cho nên nó 4-5 ren nó trổ rất là khó chịu ha. Thằng thì tròn quay, thằng thì cánh nhọn nè. Rồi cây số 15 này là giá 70 luôn nha. 70. Cây số 16. Cây số 16 là cây trắng lem. Chính giữa có sọc đỏ nhung rất là đẹp luôn nha, khuôn hoa tròn. Cây này cái tàn không được cũng đủ vốn nha, cái tàn không khỏi chơi. Cái này sạc tàn ra là quý chị chơi khỏi chơi luôn ha. Củ này nó mau lớn luôn nha quý chị. Cây số 16 này giá 70, hoa cũng rất là đẹp. Cây này nếu nói gì mà nuôi lớn rồi nó trổ bông khỏi chơi luôn ha. Rất là sáng, ở trong quý chị thấy y như có cái bông màu trắng đó, nằm đây ha. Ngoài cái viền màu đỏ rất là đẹp luôn nè. Rồi số 16 70. 17 là cây tím mà dạng tím qua dân ha, dạng như tím bướm, như cánh bướm vậy ha. Quý chị thấy nó cái nền nó tím rồi nó có chạy những cái chỉ trắng nè. Hai lớp nha quý chị. Dòng loạt tím luôn, cánh hoa dày, cái này khuôn hoa cũng tròn nha. Khuôn hoa tròn, cây phân tàn 4 nhánh. Cây này củ dáng lá rất là đẹp luôn. Cây này quý chị nhổ lên củ có thể đẹp hơn nhiều luôn nha. Tại cái cây tím thường củ đẹp nha quý chị. Cây này hoa cũng khỏi chê, cánh hoa dày. Rồi, cái cây số 17 này là 17 này là giá 100 nha quý nhân quý chị. Cây số 17 này là giá 150.000 nha. Cây số 17 này giá 150.000 nha quý chị. 150 ha. Cây số 17 này giá 150 ha. Củ rất là đẹp. Hoa đẹp luôn. Rồi 17 giá 150. Cây số 18. Cây số 18 là cây hồng. Cây hồng viền trắng dòng cuốn thằng sau Noel nha. Cây này là 3 lớp nha quý anh chị. 3 lớp bung căng. Bung căng ha. Thì cái giống này thì nó cái cuốn nó hơi dài, nhưng mà cái bông này là cũng dạng thẳng đứng nha quý chị ha. Cái dòng sau Noel bảo đảm quý chị nuôi lớn thì nó sẽ bông nó sẽ đẹp ha. Cây này thì nó có một hai cái nụ nó tát này nha quý chị, cũng có lẽ là do nó thiếu chất hoặc nó dư đạm ha. Cái này có lẽ là do nó thiếu chất tại nó mới bắt phân lại thôi, chứ cái cây này có thể là do thiếu chất nha. Rồi cái cây số 18 này là giá 150 nha. Hoa rất là đẹp luôn, hồng trắng rõ nét, 3 lớp bung căng. Rồi số 19 nha. Số 19 là cây hoa màu tím. Nó dạng tím tím cà nha quý chị. Tím hoa cà. Cái giống này thì ưu điểm của nó là cái màu sắc nó chịu nắng cũng rất là tốt. Khi nó nhả màu thì nó như vậy nha quý chị, y như cái màu tím hoa cà ha. Đây. Lúc mới trổ ra thì nó đậm hơn nha. Đậm hơn nhưng mà nó hơi co, nhưng mà nó sẽ thẳng ra, ngày sau là nó thẳng nha, bắt đầu thẳng thẳng rồi. Rồi nó bay màu, cái màu tím hoa cà rất là đẹp nha quý chị. Ha, rất là đẹp luôn. Cây này củ to. Cây số 19 này là giá 100, 19 giá 100 ha. Tím hoa cà này cũng rất là đẹp nè. Xe bông to, bung căng thẳng luôn ha. Mới trổ ra thì nó hơi co nhẹ nè. Ngày mai thì nó như vậy. Rồi tới gần tàn thì nó như vậy nha quý chị. Màu sắc rất là đẹp ha. 19 giá 100. Cây 20. Cây 20 này cũng 100 luôn nha quý chị. Cây này thì màu tím. Cái nết thì chuyển về đỏ ha, màu đỏ cũng rất là ngọt. Nhưng mà cái cây này thì giá 100 nha, tại cái cây này nó có nắm nắng hơi nhiều này nha quý chị. Ha. Thì cái này về quý anh chị trồng tự động nó sẽ lành, nó bung ra nha. Cây này cũng rất là đẹp. Nó trổ bông quý chị thấy nó ở trong nó có cái viền đỏ rất là đẹp nha. Rồi. Cái giống tím đọt tím này thì quý anh chị thấy bông nó rộ cũng rất là đẹp nha. Đó, cho nên quý anh chị đầu tư cho nó một cái chậu kiểu đẹp đẹp, khi nó có trổ bông thì quý anh chị đem vô mát chơi, bảo đảm với quý anh chị là ghen ha. Cái cây tím quý anh chị phải chịu khó vậy đi. Còn quý anh chị nếu mà không có đem vô thì nó như vậy nữa quý anh chị, nó ra màu đỏ này cũng rất đẹp nha. Rồi cây số 20 này là giá 100, lý do nó có cái thẹo nhưng mà củ này rất là to ha. 21 cây này thì nó dạng tím lạc hơi nha quý chị. Tím lạc, cánh nó thì hơi lạc nhẹ nha. Hơi lạc nhẹ nhưng mà cái bông mà nó trổ ra 1-2 ngày thì nó hết lạc. Mà cái màu tím nó này rất là ngọt. Cái cây này nó bay màu vậy thôi.
chứ nó không có mà bay ra cái màu tím than nha, bởi cũng nhìn rất là đẹp ha. Rồi cái cây này củ to tàn bự luôn ha. Cây 21 này giá 100 ha. Lý do là nó trổ cánh nó hơi lật nhẹ nha quý chị. Rồi 21 cho anh Trầm. Cây 22. Cây 22 là cây cây màu dòng sao Noel, khuôn hoa tròn, dạng đỏ viền trắng nha. Rồi sau đó chuyển ra hồng trắng ha. Chuyển ra hồng trắng. Cây này củ to đùng luôn nha. Củ này có hai chân ha. Phân tàn rất là tốt. Rồi cây số 22 này là giá 150.000 nha quý chị, 150 ha. Đỏ viền mới đầu tím hơi nhẹ, sau đó chuyển ra là hồng viền trắng rất là đẹp ha. Rồi 22 giá 150.000. Tàn rất là ok luôn. 23 tiếp tục là cây dòng của thằng sao Noel luôn. Cây này là hồng viền trắng, cái viền này ít hơn nha quý chị. Viền này ít hơn. Cái tàn này cũng rất là to, củ to luôn. Củ này nó ra tới ngoài đây nha quý chị. Rồi cây 23 này giá 150 luôn nha. Cánh hoa rất là dày, buông căng. Nhưng mà nhược điểm nó là cái cuống hơi dài. Em bảo đảm quý chị á, cái cuống này á quý chị nuôi lớn là quý chị chơi là ngon lành bình thường ha. Tại cái cuống nó dài nhưng cuống rất là cứng nha. Đó, quý chị thấy nếu mà cái nhánh này nó dựng đứng lên thì nó đứng qua ha. Tuy rằng cái cuống nó hơi dài nhưng mà cái cuống nó rất là cứng. Cái cây cuống nó bắn ra nó rất là cứng nha. Rồi cây 23 này là giá 150. Rồi tiếp tục là cây số 24 nha. 24 nè. 24 là cây hoa màu trắng ha. Trắng có pha vàng đây nè quý chị, có một hai cái chỉ vàng ha. Bông của nó quý chị nhìn thấy ghê luôn nha. Cây này rút tàn lại nữa là thôi, bông khỏi chê, khuôn qua tròn quay. Ưu điểm nào quý chị thấy không? Khi nó trổ qua tới gần tàn nó sẽ có cái viền hồng rất là đẹp luôn nha. Không lem mà cái viền nó hồng rất là đẹp luôn. Lúc mới trổ ra là trắng vàng, sau đó chuyển ra là trắng viền hồng rất là ngon cơm luôn ha, rất là đẹp. Nè, trắng viền hồng chứ không có lem nha. Cây số 24 này là giá 100 nha quý chị, 24 chứ 100. Hoa rất đẹp, cây này cũ này về quý chị làm lại là ngon, rất là ngon nha. Hoa này rất đẹp luôn. Lúc mới trổ ra là cái màu sắc nó là vàng trắng, sau đó chuyển ra trắng viền hồng. Rồi, đẹp dữ ha. Trắng viền hồng rõ nét luôn chứ không phải lem nha quý chị. Rất là ngộ nghĩnh luôn. Rồi cái cây số 24 này giá 100 nha. 25 là cây hồng viền trắng, dòng của sao Noel nha. Sao Noel á thì nó ưu điểm nó là nụ chùm và nó trổ bông là khi rụng là rụng bông ra thẳng luôn chứ không có dính vô lá nha quý chị. Nó hay vậy á. Và giữ màu rất là tốt, màu sắc rất là đẹp luôn ha. Cây 25 này củ siêu to luôn nha quý chị, củ siêu to. Cây phân tàn rất là tốt, cây 25 này là giá 150 luôn nha. 25 giá 150. Đây cây 26. 26 thì nó khác hơn nha. Cây này là đỏ tím, sao bông này là siêu to. Siêu to ha. Rồi sau đó nó chuyển ra đỏ trắng nè. Cây này thì củ nó cũng to luôn, cây 26 này cũng giá 150 luôn nha quý chị. Màu sắc rất là đẹp. Màu sắc rất là đẹp ha. Rồi cây này phân tàn tốt. Cây 26. 26 này là giá 150 nha. Rồi hôm nay em có 26 cây nha quý chị, chọn lựa cây nào vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. Cảm ơn, chào tạm biệt quý chị.